Vâng, và chào mừng anh chị trở lại với kênh bán hàng showroom xe và đam mê, có địa chỉ tại số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Và em Dũng xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng. Và Tết cũng đã sắp đến rồi, miền Bắc đã vừa đón một cái đợt không khí lạnh cực kỳ là gay gắt. Và những cái chiếc xe để sử dụng gia đình rộng rãi, đó là nhu cầu cần thiết. Và hôm nay bên showroom của em Dũng luôn đã về một cái mẫu xe mới. Đây là một mẫu Outlander được sản xuất năm 2019. Xe được trang bị 7 chỗ ngồi và khối động cơ đó là 2.0 số tự động. Thì với những cái chiếc xe đến từ thương hiệu Mitsubishi là thương hiệu Nhật, thì anh chị sẽ thấy được rằng nó luôn luôn được đặt trên các tiêu chí, đó là tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và rất là tiện dụng với tất cả nhu cầu sử dụng của gia đình. Chiếc xe này cũng là một cái chiếc xe cực kỳ xuất sắc mà bên em vừa mới nhập về. Nó là một chiếc xe 4 lốp còn theo xe còn nguyên đời. Xe mới chạy chưa đầy 4 vạn các bác nhé. Vâng, xe thực sự đây là một cái chiếc xe rất là đẹp, với cái form dáng dài rộng, với đủ 7 chỗ ngồi cho gia đình đi, thì nó sẽ là một cái chiếc xe phục vụ cho anh chị cực kỳ là cần thiết. Đây, các anh chị có thể nhận thấy được những trang thiết bị cao cấp của cái dòng xe Outlander này trang bị cho cái phiên bản 7 chỗ của nó. Đó là hệ thống đèn pin projector cộng giải nét ban ngày. Đấy, đây là hệ thống đèn mà nó là đèn siêu sáng. Và thứ hai nữa đó là gì đây ạ? Anh chị có thể nhận thấy được là la răng được trang bị la răng phay đa chống kép, và bề mặt la răng là 18 inch với cái bản lốp dày rộng. Và thực sự là cái chiếc xe này chạy rất là ít, anh chị có thể nhận thấy được là nó mới chạy có chưa đầy 4 vạn, lốp theo xe còn dày. Đây này, lốp Tozo và có date lốp là 2018-2019 anh chị nhá. Đây, date lốp là 2019. Và đây là một chiếc xe còn nguyên đời. Anh chị có thể nhận thấy được là toàn bộ tất cả các chi tiết xe còn rất là đẹp. Sơn zin của xe còn gần như cả xe. Xi nhan kích hợp chân gương và xe có lớp sơn màu đỏ thì nó rất là nổi trội, thích hợp với những anh chị nào mệnh đỏ, mệnh hợp với màu đỏ như là mệnh hỏa và mệnh thổ. Chủ nhân cũng đã trang bị cho chiếc xe này một cái giá nóc. Vâng, rất là ok, giá nóc này bằng inox này. Khi có cái giá nóc này thì anh chị sẽ để đồ được này. Vâng, để đồ cá nhân gia đình trong những chuyến hành trình xa. Anh chị nhìn này, tất cả lốp là lốp theo xe và còn rất mới nha anh chị nhé. Vâng, đây quả là một cái chiếc xe nó rất là chất lượng, nó phục vụ rất là tối tân cái nhu cầu sử dụng gia đình. Và cái phiên bản Outlander này thì bên em cũng đang chỉ chào bán với anh chị với mức giá dưới 700 triệu đồng. Vâng, với cái một chiếc xe 7 chỗ mà đời 2019 là một cái đời khá là cao, và lăn bánh trên đường mới chỉ chưa đầy 4 vạn, thì thực sự đây sẽ là một cái chiếc xe nó rất là hợp lý. Và chiếc xe này là đẹp xuất sắc anh chị nhé. Anh chị có thể nhận thấy thiết kế của Outlander là phía sau được trang bị đèn LED này. Đấy, giải LED ban ngày khá là sáng và khá là đẹp, thiết kế đậm chất thẩm mỹ. Vâng, với những cái chiếc xe Outlander phiên bản 2.0 thì nó có mức tiêu hao nhiên liệu cũng cực kỳ là thấp. Nó mang lại cái sự an toàn và tiện dụng cho người sử dụng. Anh chị có thể nhận thấy vế bên lái này, đấy, nó không có một tì vết gì luôn anh chị nhé. Chiếc xe này là đẹp xuất sắc luôn. Khẳng định là nếu như anh chị bất kỳ đang có nhu cầu về chiếc xe này thì là anh chị sẽ nhận được một cái sản phẩm cực kỳ chất lượng mà bên kênh bán hàng showroom xe và đam mê của em Dũng bán. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu mà nhà sản xuất đưa ra với cái thông số như sau, đó là chỉ có 5,8 lít ngoài đô thị và 7,2 lít ở đường kết hợp. Còn nếu anh chị đi ở đường trong đô thị thì nó chỉ có 9,7 lít thôi. Và đây thực sự là một cái thông số tối ưu cho một cái dòng xe 7 chỗ ngồi, với cái mức tiêu hao nhiên liệu mà với giá xăng hiện tại bây giờ cũng đang khá là cao, thì nó sẽ là sự lựa chọn quá là tuyệt vời cho gia đình khi anh chị có nhu cầu sử dụng đi Tết. Chiếc xe màu đỏ nó cũng rất là đẹp và nó mang tính thẩm mỹ cao. Vâng, với phiên bản Outlander này, nếu như anh chị nào mà đang có nhu cầu thực tế thì hãy liên hệ trực tiếp với em Dũng theo số hotline 0964 834 834, có ghi trên tiêu đề và trong bài view của em Dũng nhé. Đây, chị nhìn từng chi tiết này. Đấy, thiết kế của Outlander và ngôn ngữ thiết kế của dòng Mitsubishi này nó rất là thực tế và nó khá là bắt mắt, phù hợp với lại cái thẩm mỹ của người Việt Nam. Máy thì đang nổ, anh chị thấy tiếng máy nổ nó êm ru luôn. Cái dòng xe Nhật thì nó được đánh giá cao về mặt chất lượng, cho nên là anh chị, và sự lạnh tính, cho nên anh chị sẽ cảm nhận được rằng đây là một cái chiếc xe dài rộng. Và với cái chiều dài của xe lên đến gần 5 mét,
và chiều rộng rất là tốt, thì nó mang lại cái sự thoải mái cho người sử dụng. Và bây giờ xin mời anh chị tới phần nội thất của chiếc xe này. Vâng, và bây giờ ta sẽ tới phần nội thất của chiếc Expander, của chiếc Outlander này. Và cái chiếc Outlander phiên bản 2.0 số tự động, động cơ số tự động này thì nó là một cái chiếc xe có cái công năng sử dụng vừa đủ cho người cầm lái. Ví dụ như là xe được trang bị đó là một kính điện, một kính auto, ba kính chỉnh điện và các hệ thống gương chỉnh điện cũng như gương gập điện tự động anh chị nhé. Tất cả những cái viền táp ly này đều trang bị bằng chất liệu đó là nhựa cao cấp. Đấy, chế độ là nhựa cao cấp và những cái táp ly cửa được thiết kế khá là tuyệt vời. Những cái gioăng cửa này nó rất là chắc chắn. Nhìn chung là với cái việc thiết kế của người Nhật, nó vừa đủ để làm sao mà nó phục vụ tối tân trong các quá trình của người sử dụng. Và đây anh chị nhìn thấy được là ghế thì đã được trang bị ghế bọc da khá là đẹp rồi, khá là chuẩn rồi. Và đặc biệt đó là phiên bản này cũng đã được hãng trang bị cho đó là chế độ cân bằng điện tử này và chống trơn trượt này, các hệ thống chiếu sáng xa gần này. Và trên vô lăng của xe thì được trang bị đó là phím điều chỉnh âm lượng và nghe gọi rảnh tay, cộng thêm việc đó là chế độ đi ga tự động anh chị nhé. Cruise Control có đầy đủ rồi. Thế là rất ok rồi. Và anh chị nhìn thấy được là vô lăng của xe còn nguyên bản 100% luôn. Mặt đồng hồ của xe thì anh chị có thể nhận thấy được là được thiết kế với hai vòng tròn thể hiện các chế độ chức năng, cộng với đấy bảng đồng hồ trung tâm ở giữa đó là thể hiện km. Xe lăn bánh có 3,5 vạn thôi anh chị nhé. Vâng đấy, tất cả cánh cửa đang mở thì nó sẽ báo này. Còn lại toàn bộ mặt táp ly của xe thiết kế bằng chế độ nhựa da cao cấp này, anh chị nhìn này. Và đây, xe được trang bị màn hình cam lùi theo xe, đầy đủ chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu này và chế độ cảm, đây là chế độ cảm biến vòng xung quanh xe này. Đấy, cảm biến vòng xung quanh xe, eco tiết kiệm nhiên liệu và mức tiêu nhiên liệu em Dũng đã thông báo rồi đúng không ạ? Nó có mức tiêu hao nhiên liệu khá là tuyệt vời với một chiếc xe 7 chỗ. Và chế độ đèn auto, gạt mưa auto có đầy đủ, đề ấn nổ, sát top anh chị nhé. Chìa khóa thông minh, những cái chức năng cao cấp nhất và tiện dụng nhất cho người sử dụng. Hộp số tự động và hộp số tự động CVT cực kỳ cao cấp, có nghĩa là nó mang lại chuyển động êm ái, mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu. Cái hộp CVT là cái hộp mà nếu như anh chị đã từng đi những dòng xe được trang bị hộp CVT, anh chị sẽ cảm nhận được cái sự tinh tế và hài hòa cho cái dòng xe phiên bản này. Anh chị nhận thấy được rằng là chiếc xe nó còn rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp và chuẩn mực. Với một cái chiếc xe 7 chỗ thì nó cũng chỉ cần đó là sự rộng rãi và sự lành tính. Và khi anh chị chở người, có nghĩa là chở gia đình mình đi lại, thì thực ra chiếc xe này cũng trang bị khá là đầy đủ cho anh chị luôn. Đó, về độ zin, xe được trang bị cửa gió điều hòa phía sau này. Về độ zin và nguyên bản thì khẳng định với anh chị đó là zin từng con ốc. Bởi vì xe mới lăn bánh có 3,5 vạn thôi thì chắc chắn là chiếc xe này nó phải như là xe mới luôn, chứ không nói là cái xe cũ nữa đúng không ạ? Và ta sẽ quan sát phía khoang phía sau, đó là cái phần khoang mở cửa cốp phía sau. Ở đây khi mà ta hạ hai hàng ghế xuống thì ta được cái khoang cốp phía sau khá là rộng rãi và toàn bộ tất cả các chi tiết ốc ghế của xe là nguyên bản, không có một tì vết gì anh chị nhé, không có một tì vết gì cả. Em sẽ soi tất cả những chi tiết quan trọng nhất, con ốc ở phần đáy cốp, con ốc ở phần đáy cốp như thế này để anh chị có thể cùng em khám phá chi tiết của một cái chiếc xe nguyên bản nó là như thế nào. Những cái phần nhựa, những cái chiếc xe chạy nhầu nhĩ, chạy nhiều thì những cái phần nhựa này nó sẽ bị xước sát này. Nhưng với chiếc xe mà em đang chào bán cho anh chị đây, nó không có một tỉ vết nào luôn, nó vẫn là zin và nguyên bản. Đây, xe được trang bị cổng sạc ở phía này này. Đấy, vào đây. Ok chưa? Rất đẹp đúng không ạ? Vâng, khẳng định rồi. Và anh chị nhận thấy được là xe thì đã được chủ nhân trang bị trần 3D. Cái trần 3D này chủ nhân bọc khá là hài hòa và tinh tế, phù hợp với lại cái màu sắc của xe cho nên nhìn nó rất là bắt mắt. Cái trần 3D này thì nó sẽ có tác dụng đó là cách âm, chống ồn, giữ chống nóng và sẽ là giữ điều hòa. Và nếu như ta chạy 7 chỗ ngồi thì anh chị có thể nâng hàng ghế phụ này lên. Đây ạ, vâng, và ta sẽ có một khoảng trống để đồ phía sau. Em nâng một ghế đi nhé. Và anh chị thấy được là đủ cho hai người ngồi phía dưới đúng không ạ? Đủ cho hai người ngồi phía dưới. Ok, rất chuẩn mực, rất đẹp luôn. Rồi,
Vâng, vậy thì đó là phần ngoại thất của xe. Và anh chị nhận thấy được rằng là nội ngoại thất của xe rất đẹp và chuẩn mực. Với cái tầm tiền đó là bên showroom đang bán cho anh chị giá là 695 triệu đồng. Thì có lẽ đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho anh chị rồi. Anh chị sẽ thấy được rằng độ đẹp, độ zin của chiếc xe này nó là tuyệt đối luôn. Đấy, em sẽ khá là chi tiết để cho anh chị nhìn. Đấy, thật là chi tiết luôn. Ở đây, tem mác của xe, sơn si của xe, tất cả bậc bệ lên xuống đều được đều được chi tiết rõ ràng để anh chị có thể nắm bắt được. Và điều quan trọng nhất của một chiếc xe đó là cỗ máy, đúng không ạ? Cái cỗ máy của chiếc xe nó là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vì cái cỗ máy, đây chị nhìn đây, toàn bộ là những cái thanh giằng, cũng như là tất cả các chi tiết phía bên trong là sơn lòng trong còn nguyên bản, sẽ được đệm thêm một số những cái chi tiết đó là nỉ để cách âm chống ồn. Đấy, di nguyên từ những con ống luôn, đúng không ạ? Và cabo, đó anh chị nhìn đúng không? Vào đây ạ, quá là ok và zin tuyệt đối luôn. Đấy, những chiếc xe mà bên em Dũng đã kiểm tra thì tất cả chiếc xe đều nguyên vào nguyên bản. Đấy, máy Mivec là công nghệ chuẩn mực của dòng Mitsubishi. Và anh chị có thể nhận thấy được máy thì hiện tại em đang cho nổ. Nhưng với khối động cơ 2.0 này mà ta dí sát vào đi chăng nữa thì ta chỉ nghe tiếng dây cu loa kêu thôi. Nó êm dã man luôn. Và thực sự công nghệ của hãng Mitsu nó cũng đạt ở cái mức tầm cao, rất là tầm rất là cao. Bởi vì cái công nghệ nó khá là hiện đại. Đây anh chị nhìn này. Các bạn zin tuyệt đối nhé. Zin từ keo dàn cò anh chị nhé. Và ở miền Nam thì nói là zin từ doang mặt máy, đúng không ạ? Vâng. À, máy nổ cực êm luôn. Đúng cực là cái hàng xe Nhật, nó bao giờ nó cũng cho những cái cảm giác khá là tuyệt vời. Đấy, tất cả các chi tiết xe này rất là đẹp luôn. Đấy, máy đang chạy, điều hòa đang kêu mà không hề có một tiếng âm thanh nào dù là nặng nhẹ ở đây cả. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Với dòng Mitsubishi này thì nó là một sản phẩm khá là tuyệt vời. Vậy thì chiếc Mitsubishi Outlander phiên bản 7 chỗ ngồi 2.0 số tự động CVT thì bên showroom Xe và Đam Mê và trực tiếp em Dũng đang chào bán với mức giá là 695 triệu đồng. Nếu như anh chị đang có nhu cầu sử dụng một dòng xe gia đình 7 chỗ ngồi lành tính, tiết kiệm thì đây sẽ chính là một cái chiếc xe để anh chị có thể là sử dụng lâu dài nha anh chị nhé. Và nó rất là tiết kiệm và mức tiêu nhiên liệu của nó chỉ có hơn 6 lít thôi. Đây là một điều khá là bất ngờ, anh chị không tin nhưng có thể trải nghiệm anh chị nhé. Vâng, em Dũng xin cảm ơn tất cả anh chị đã luôn luôn quan tâm và theo dõi đồng hành cùng kênh Xe và Đam Mê. Chúc anh chị một buổi trưa tốt lành và chúc anh chị gặt hái được nhiều thành công. Năm hết Tết đến rồi và chúc anh chị một năm thắng lợi và thành công rực rỡ. Nếu anh chị nào mà quan tâm và muốn mua dòng sản phẩm này thì anh chị có thể xuống tới phần gầm để có thể quan sát chi tiết phần gầm của chiếc xe Outlander này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Vậy thì xin mời các bác có thể tiếp tục theo dõi cái phần gầm chiếc Outlander, một cái thương hiệu đấy từ Nhật. Đây, chúng tôi đã tháo hết tấm nhựa ra để quay cho các bác máy móc này, để các bác khẳng định là xe nó zin nguyên bản nhé. Đấy, từ con ốc nguyên vạch sơn này, gioăng keo này, các bác nhìn này, chuẩn men nhé. Ra máy trắng sáng từ con ốc luôn, bảy màu luôn. Đó, chuẩn nhé. Cái rửa, vừa rửa qua nước đã chân ốc máy này, nguyên vạch sơn này, chuẩn hết các bác nhé. Từ trong sâu kìa. Đấy, được chưa? Tất cả là ok này. Đấy, các bác nhìn luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ an toàn được xe, không bị bổ máy, không bị sợ bị ngập nước nhé. Đã ngập nước là phải bổ máy, đúng không ạ? Máy zin với cái zin vàng càng này. Càng tất cả càng đưa máy từ con ốc này. Từ con ốc zin nhé, thì chúng ta không sợ bị đâm vàng. Đấy, sassi đây thì quay luôn được các bác, tháo ra phải. Đầu sassi này, zin nhé. Zin đét. Vâng, đây nữa, đầu sassi này. Các bác nhé, các bác yên tâm tuyệt đối nhé. Đây. Cái rằng đỡ cái nước này nguyên zin nguyên bản nhé. Cái này thì tôi vừa rửa qua lưng nã thì nước đang rõ này. Đấy, cổ phanh này, nói chung là con xe này thì cũng chả khác xe mới là mấy, đúng không ạ? Nhưng lợi ích là chúng ta mua được xe an toàn về chất lượng nhưng mà được giảm một số tiền rất là lớn. Thì đây, gầm bệ đây còn như mới các bác này. Đấy, gầm bệ nhé, còn như mới hết, chuẩn men nhé. Chuẩn men của cái bô này thì nó phải đỏ là đúng rồi vì nó chịu nhiệt nóng. Đấy, bình xăng này. Đây, càng tất cả mọi thứ này các bác có thể nhìn nhé, chuẩn men. Đấy,
đằng sau là cho bô được điều tiên cái thép chống rỉ nó trắng sáng nhá, phanh đĩa này đấy, như mới luôn này các bác này đấy, từ con ốc nhá đấy, tất cả vị trí là từ con ốc này nguyên zin nguyên bản như mới luôn này đấy, tất cả vị trí nhá. Và chúng ta xem thêm những cái ô tôn này đấy, là tránh va chạm này, ô tôn chuẩn nhá, không bị va chạm bên cạnh này đấy, đầu ra xi này đấy, các bác này đầu ra xi này đấy, không sao bị va chạm nhá, nguyên zin nguyên bản nhá đấy, đây này đầu ra xi nữa này, cho anh dễ nhìn này. Đấy, thì xe nó sẽ chuẩn chứ các bác đi mua xe cũ thì phải hết sức chú ý nhá. Đấy, chứ xe nó tai nạn đâm xô nó rẻ 100-200 triệu luôn. Đấy, nhiều lúc nhiều bác thì cứ ham rẻ là mua thôi, cái này là lốp dự phòng treo dưới này. Đấy, cứ thấy rẻ được một vài chục là mua thôi, mua về mất vài trăm triệu luôn nếu xe tai nạn ngập nước bổ máy này lọ nọ kia. Đó, xe chuẩn và xe đam mê làm có cam kết thì như này. Và cảm ơn các bác đã theo dõi.